Sáng nay, đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Tăng Hoàng Hôn Thắm làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát trách nhiệm người đứng đầu Ủy ban Nhân dân các cấp và đơn vị trực thuộc trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại phòng nội vụ quận Liên Chiểu. Theo báo cáo, phòng nội vụ đã tổ chức triển khai thực hiện và lãnh đạo công chức phòng tham mưu Ủy ban Nhân dân quận, triển khai thực hiện nghiêm túc luật phòng chống tham nhũng và các văn bản của Trung ương, thành phố và quận ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Công tác tham mưu trên các lĩnh vực về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định. Trong năm 2022 có 13 trường hợp luân chuyển điều động công tác đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý có thời gian công tác trên 8 năm, đã tham mưu hội đồng kỷ luật quận xử lý kỷ luật đối với 7 cá nhân, đã chủ động nắm bắt tình hình tại cơ sở, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của công dân. Kết quả từ năm 2021 đến nay tiếp nhận giải quyết kịp thời một đơn thư kiến nghị của các viên chức liên quan đến việc bổ nhiệm nghề nghiệp và xếp lương giáo viên, không có đơn thư khiếu nại tố cáo.